Xin chào quý anh chị, công ty Aga tiếp tục giới thiệu sản phẩm spin tia thứ lực, tia trợ lực cho các anh chị như sau. Hôm nay là loại spin Lux USA. Cái này có mã là 21060819 450N. Cái này là chống được 45 kg. Tổng chiều dài của cái này là 210 mm. Hành trình là 60. Hành trình là 60. Ti của cái này là 80 ly. Ống là ống 19. Đồng nối tâm lỗ 80 ly. Nghe nó nói này rất là đẹp ha. Hàng bảo hành 12 tháng. Tổng chiều dài của cái này là 210 mm. Rồi loại ngắn như các anh chị. Các anh chị cần loại dài, loại chiều lực cao như thế nào cũng được. Liên hệ công ty ARK, ARK tư vấn. Bản vẽ kích thước, đầu nối và đặt hàng về cho các anh chị. Hàng bảo hành 12 tháng. Bao một đỡ một, nhưng mà xì ti hay là xì dầu xì thể lực gì đó bảo hành hết. Các anh chị có cần sản phẩm gì vui lòng liên hệ công ty LK theo thông tin Zalo bên dưới ha. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị vào những video sau. Các anh chị thấy video sản phẩm hay, vui lòng trong lượt đăng ký. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.